Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Điều kỳ lạ trong cuộc ly hôn của Đàm Vĩnh Hưng, cách xưng hô với vợ cũ hơn 17 tuổi bất ngờ thay đổi. Nhiều người ngỡ ngàng trước quá khứ của nam ca sĩ cũng như cách xưng hô của anh với vợ cũ sau khi ly hôn. Mới đây, nhân dịp sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ đã đăng tải loạt hình ảnh kỷ niệm bên đàn anh từ 20 năm trước. Theo đó, em trai Hoài Linh viết, đây là những tấm hình của lần đầu tiên đi châu Âu lưu diễn. Lần đầu tiên thấy tuyết và đồng thời cũng là cái túi Louis Vuitton đầu tiên của anh Đàm Vĩnh Hưng. Đến bây giờ, chắc anh đã có cả trăm cái, nhưng làm sao có được cảm giác khi lần đầu tiên sở hữu một cái túi đắt đỏ do chính công sức mình làm ra và mua về. Có thể thấy trong ảnh, Đàm Vĩnh Hưng gây ấn tượng bởi sự trẻ trung và điển trai của mình. Rất nhiều người gửi lời chúc đến nam ca sĩ, trong đó có vợ cũ của anh, Liên Phạm. Dù đã ly hôn nhưng Đàm Vĩnh Hưng và Liên Phạm vẫn có mối quan hệ thân thiết. Hồi năm 2021, thông tin Đàm Vĩnh Hưng từng kết hôn với bà bầu hơn 17 tuổi mới chính thức được phanh phui khi người vợ đệ đơn ly hôn nam ca sĩ lên tòa án Mỹ. Theo đó, bà Liên Chucky Phạm và ông Huỳnh Minh Hưng, tên khai sinh của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, kết hôn năm 2004, ly thân năm 2018 vào tháng 8 năm 2021, bà đệ đơn ly hôn lên tòa án quận Cam. Thông tin này đã gây bất ngờ lớn cho khán giả, vì trước đó nam ca sĩ không có thông tin chính thức nào về việc kết hôn với người phụ nữ này. Cả hai nhiều lần cùng xuất hiện cho công chúng nhưng suốt 17 năm là vợ chồng, nhưng cả hai chưa từng hé lộ cho công chúng biết. Đến tháng 4 năm 2022, tòa án quận Cam đã chính thức có phán quyết kết thúc cuộc hôn nhân giữa Đàm Vĩnh Hưng và bà Liên Phạm. Sau khi có tin đồn ly hôn, bà Liên Phạm vẫn tương tác và còn nhiều lần chia sẻ bài viết của nam ca sĩ trên mạng xã hội, chứng tỏ cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh. Đến cuối năm 2022, Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai ruột bô lô, thì sau đó bà Liên Phạm cũng đã khoe những tấm hình bế con trai nam ca sĩ lúc nhỏ. Đặc biệt trong đoạn viết, bà còn xưng hô là bác với con trai Đàm Vĩnh Hưng. Ngày đầu tiên, bác Liên Phạm được Diễm Phúc ôm cháu Bolo vào lòng. Bác Liên đã nhìn thấy gương mặt thông minh, tươi sáng của Bolo tương lai sẽ là một chàng trai làm nên đại sự, đặc biệt lại là con trai của con Đàm Vĩnh Hưng giống máu, thông minh. Sự chăm sóc dạy dỗ con trai của người cha Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn không có lời để nói, chị là định, tuyệt vời. Nhân dịp ngày sinh nhật của em Hưng và là ngày rất trọng đại công bố con trai yêu dấu Bolo, bác Liên Phạm xin chúc hai cha con sức khỏe, sống hạnh phúc trường cửu bên nhau, yêu cha con Đàm Vĩnh Hưng. Trong lần ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tới thăm mẹ bà Liên Phạm ôm trước đó, bà bầu cũng chia sẻ lên trang cá nhân và gọi nam ca sĩ là em Đàm Vĩnh Hưng. Liên Phạm là bầu show nổi tiếng tại hải ngoại. Ngoài ra, bà còn là một doanh nhân thành viên khi sở hữu chuỗi nhà hàng đất khách tại Mỹ. Bên cạnh đó, Liên Phạm còn là chủ của một công ty chuyên tổ chức nhiều show ca nhạc đình đám với sự góp mặt của nhiều hàng loạt tên tuổi lớn trong giới giải trí ở Việt Nam cũng như thị trường hải ngoại, được thành lập năm 1994. Không chỉ quyền lực ở giới hải ngoại, vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng còn là một trong những nhân vật quyền lực ở Việt Nam. Trong showbiz, bà từng tạo điều kiện hỗ trợ cho loạt sao đình đám sang Mỹ lưu diễn như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Phan Đình Tùng, Trấn Thành, Uyên Linh, Dí Mạnh. Chính vì thế, bà có nhiều cơ hội gặp gỡ và làm việc với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam được kính trọng. Dù là người phụ nữ giàu có và quyền lực, nhưng Liên Phạm có đời tư khá kín tiếng. Trên trang cá nhân, bầu show Liên Phạm thường xuyên chia sẻ nhiều bài viết, các dự án âm nhạc và âm thầm ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng. Một số nguồn tin cho biết, Đàm Vĩnh Hưng thường gọi vợ là sếp. Cuối năm 2020, Đàm Vĩnh Hưng chỉ duy nhất một lần hé lộ việc đã có người yêu tại Mỹ, nhưng giữ bí mật về thân thế, thông tin cá nhân vì người này không muốn nổi tiếng. Trong một chương trình, Mr. Đàm nói, người ấy chọn một cuộc sống đơn giản, bình yên, đời thường, dễ chịu. Ngày ngày đi làm về nhà thì thích chăm sóc cây cối, nhà cửa và chia sẻ đời sống với những người thân yêu. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng người đó rất hiểu đời, đó là người gốc Huế nhưng sống tại Mỹ nên có sự nhẹ nhàng, điềm tĩnh, nam ca sĩ chia sẻ. Theo anh kể, cả hai từng thử thách suốt mấy năm xem có cần nhau không, có thấy không thể sống thiếu nhau hay không. Nói về việc kết hôn, khi ấy Đàm Vĩnh Hưng chưa có dự tính và không dám khẳng định chuyện tương lai. Anh cho biết, mỗi ngày cả hai chỉ gọi điện để nhìn nhau, nói chuyện và chia sẻ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.